cùng đập hộp với Hạ về một sản phẩm mới nha các anh chị. Hôm vừa rồi thì Hạ có xem ở trên video trên kênh YouTube có một số anh có chia sẻ về cách thức là làm hoa gấp, và nhiều khi là mình cũng hiểu rằng những anh chị mới sẽ mất rất là nhiều thời gian để làm cái điều đó. Và đây tên, sau khi mà Hạ mở ra mình cùng show cho các anh chị em nhà mình này. Ôi trời ơi, đẹp quá cơ. Hôm nay Hạ muốn review cho các bạn về hoa gốc. Đây là những cái mẫu hoa gốc màu vân gỗ và màu hoa trắng. Đây, nhà mình cùng xem này. Rất là đẹp đúng không nào? Và nếu như các anh để mất rất là nhiều thời gian, những anh nào làm quen rồi có thể mất vài phút thì sẽ làm được những cái hoa gốc như thế này. Đây là hoa gốc đơn, còn đây là cái hoa gốc kép. Mình sẽ có hai màu là màu vân gỗ và màu trắng như thế này. Cho chúng ta cùng xem này. Đây, đơn đây và kép đây. Đó, nếu như mà để làm được những cái hoa gốc như thế này mình sẽ rất là mất nhiều thời gian. Nếu như làm những cái gốc đơn thì cái kích thước của nó cũng đang bằng nhau. Đây, các anh chị em nhà mình cùng nhìn thấy đây. Phải cắt các cái cây phào, từ cây phào cân ra. Nhưng mà bây giờ khi có những cái gốc đơn như thế này rồi, chỉ vài chục nghìn thôi là mình đã sở hữu nó. Nhiều khi các anh thợ mới mà để cắt được những cái cây gốc như thế này mất rất là nhiều thời gian. Anh chị nào làm quen rồi cũng phải mất đến vài phút. Nhưng bây giờ mình không cần phải như vậy nữa. Rất là tốn công thợ đúng không nào? Mà hãy sử dụng luôn. Có sẵn rồi, mình chỉ việc lấy về và sử dụng luôn. Có tiện không nào? Anh chị em nhà mình mà thấy tiện thì comment xuống cho Hạ biết là thấy tiện đi. Rất là tiện, tiện nghi nữa. Đó, và nó có sẵn hai màu như thế này. Để khi mà các anh chị nào làm trần gỗ hoặc là những cái tông trần sáng màu, mình sẽ có những cái màu sắc phù hợp cho nhà mình. Nhà sản xuất cũng đã rất là lưu ý về cái việc này cho anh chị em rồi. Đó, aroma cũng rất là tinh tế đúng không nào? Nhà mình còn mà có những cái trần rộng ấy thì mình sẽ sử dụng những cái hoa gốc kép như thế này. Hoa gốc kép này thì nó sẽ to gấp 3 lần cái hoa gốc đơn. Đấy, nhà mình nhìn thấy là nó sẽ to gấp 3 lần cái hoa gốc đơn. Và một cái gốc đơn này cũng chỉ có vài chục nghìn thôi. Còn một cái gốc kép này thì nó sẽ khoảng 200 nghìn một cái gốc kép này. Và anh chị em nhà mình nhìn thấy nó có sang trọng không nào? Nó rất là sang trọng. Bây giờ nếu như để mất 30 phút với những anh nào quen tay rồi, còn không thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Và thậm chí là các anh chị loay hoay để ghép những cái cây phào này. Và những cái hoa gốc này thì mình có thể đi ở trên những cái trần như là trần nhựa, trần thạch cao, hoặc là bất kỳ những cái trần nào mà mình đang muốn trang trí cho nó trở nên đẹp hơn. Mình có thể kết hợp thêm với cả những cái chỉ PS của Haroma, và hoặc là chỉ nhựa nano cũng được. Những cái dòng chỉ nó, chi phí của nó rất là hợp lý, và nó tạo ra cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà của mình trở nên long lanh hơn. Mình đi trực tiếp lên trên trần, hoặc là mình đi kết hợp với những cái mâm trần như thế này. Mâm trần này ở giữa để tạo điểm nhấn trung tâm, còn sau đó những hoa gốc như thế này thì đã sẽ để ở xung quanh. Một số nhà thì sẽ chỉ đi hoa gốc thôi và không muốn là đi cái mâm trần này thì cũng không sao cả. Đây, khi mà mình đi lên trần thì nó sẽ như thế này. Đó, đi trên trần thì nó sẽ làm ra bốn góc như thế này cho cái trần của mình nó trở nên đẹp hơn. Ngoài ra thì Haroma còn có sẵn cả những cái hoa gốc màu gỗ nữa như thế này này anh chị em này. Hoa gốc màu gỗ nữa, đây. Song song với cả hoa gốc màu gỗ thì sẽ là hoa gốc màu mặt sau của nó đây nhá. Ui, vẫn còn dát vàng, vẫn còn óng ánh này. Những cái dát vàng như thế này thì nó sẽ nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang nhà. Hoặc là những cái hoa gốc màu trắng như thế này. Một cặp của nó thường là đi 4 cái để chúng ta đi vào 4 cái góc nhà của nhà mình. Đây. Mà các anh chị cần thêm thông tin thì cứ inbox và để lại những cái thông tin ở dưới phần bình luận. Hạ sẽ trả lời trực tiếp cho nhà mình những cái thông tin về dòng vật liệu này. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo sẽ được giao vào mỗi buổi tối lúc 18:45, Hạ sẽ liên tục chia sẻ thêm những thông tin về dòng vật liệu mới cũng như là những cái giải pháp thi công rất là nhanh chóng cho nhà mình. Vì thế, hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.